Mời bạn nữ giới thiệu trước đi ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nam. Em tên là Đặng Thị Thu Thảo, hiện tại em 25 tuổi và em đang là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinson Việt Nam. Rồi, em quê ở đâu? Dạ em quê ở Nam Định nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy? Dạ em ở quận Gò Vấp. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên này, cho em xin gửi lời chào đến toàn thể các quý vị khán giả cũng như là anh Quyền Linh và chị Cát Tường và những ai đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên em là Trần Văn Tiến, sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, hiện nay đang sống và làm việc công tác tại Củ Chi. Và tuổi ấy thì em sinh năm 91, nhưng mà nói chung là đấy là ngày tính tuổi đi học, nên tính tuổi mà để lấy vợ là tính tuổi 90. Công việc của em là gì? Thì em hiện nay đang giữ chức vụ là chính trị viên phó đại đội, làm công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Tức là phòng công tác chính trị, bộ phận này quan trọng lắm nha em. À, má em ở Củ Chi hả em? Vâng. Vậy là gần Gò Vấp rồi. Rồi, cũng nhanh. Mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em thì em nghĩ rằng em là người hòa đồng, vui vẻ và suy nghĩ đơn giản. Em biết nấu ăn nhưng mà nấu ăn không có được ngon lắm. Rồi, mời bạn trai. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa. Điểm mạnh này, cơ bản là những người trong quân đội tính tự lập là rất cao. Và cái bản lĩnh sống thì cơ bản là giản dị và đặc biệt là cũng biết nấu ăn, làm được nhà. Nhà là con trưởng, em gái thì hiện nay đã đi lấy chồng rồi. Còn mỗi em thì cơ bản là về nhà mình vẫn thường xuyên là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Hiện giờ em đang ở với ai? Thưa chị, là hiện nay em đang ở trong đơn vị ạ. À, ở trong đơn vị. Vâng. Bao lâu em mới về Bắc Giang một lần? Là em vừa về Bắc Giang cách đây ngày hôm qua. Em gái có biết Bắc Giang không? À, dạ em chưa có dịp về Bắc Giang. Em giới thiệu sơ Bắc Giang từ đâu tới đâu, ở đâu cho em gái bên kia biết luôn đi. Nếu mà có dịp thì em sẽ đưa về đấy cho biết luôn chứ không phải cần giới thiệu. Ở Bắc Giang có cái địa điểm gì đẹp không anh? Có con người đẹp, tâm hồn đẹp, tính cách đẹp. À, bây giờ mình nói một chút xíu về tình trường đi. Lúc mà đang là học viên, đang đi học. À, đó lâu rồi đúng không? Vâng. Mối tình nó sâu đậm không? Cũng được anh ạ. Cũng được hả? Nhưng lý do tại sao chia tay? Em vào đây thì sau khoảng độ một tháng thì cô ấy bảo chia tay. Nhưng mình phải chấp nhận thôi. Mình đã xác định là đi theo con đường bộ đội. Mình không thể lựa chọn được cả hai. À. Nhưng bây giờ là mình là công việc của em là mình là ở lập nghiệp trong này luôn đúng không em? Vâng. Em muốn bao lâu thì mình lấy vợ? Ở nhà thì bố mẹ cũng bảo là có là cưới liền. Có cưới liền có luôn? Có là cưới liền. Vâng. Cưới người như thế nào? Cao thì khoảng độ 1m6 đổ lên. Và em cao bao nhiêu? Dạ, em thấp lắm chưa, có 1m76 ạ. Ví dụ người phụ nữ thì em thiên về theo kiểu truyền thống hơn. Truyền thống hơn? Vâng, là một người phải có đạo đức. Thì ai cũng có đạo đức đạo hết. Đạo đức là sao anh? À, là sao? Bạn này, theo đọc cũng như mình biết thì đạo đức là nguồn gốc của hạnh phúc cũng như là để giữ ấm được cái tình cảm gia đình. Mời bạn gái bây giờ em giới thiệu đi, tình trường của em thì sao? Khoảng 3-4 năm thì em cũng không có quen ai tại vì em cũng mong muốn là tìm người phù hợp với mình. Vừa đi học vừa đi làm á, thành ra là em cũng không có thời gian để mà tìm hiểu nhiều. Rồi bây giờ thì mình mong muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Chững chạc, chín chắn và không gia trưởng, không có tính lăng nhăng. Tại vì em không có thích người lăng nhăng. Về ngoại hình, em có yêu cầu gì ở bạn trai không? Cao 1m75, sáng sủa. Sáng sủa, tối sủa, khuya sủa cũng được. Đẹp trai cỡ Trần Bảo Sơn là được rồi em. Mày cao hơn Trần Bảo Sơn nha. Còn có tiêu chuẩn gì nữa không để chị qua chị coi mặt? Em không thích người ích kỷ với lại lười biếng thì em cũng không thích lắm. Làm trong quân đội sao lười biếng được? Dạ. Anh nói anh đi về anh tự nấu ăn đồ này kia, làm việc nhà luôn đó. Mình nấu ăn không ngon, anh nấu mình ăn luôn là được rồi. Dạ, được rồi chị. Được. Bây giờ tiếp công nhân là mình ở Củ Chi luôn hả em? Ở trong quân đội luôn thì đúng vâng, không? Vâng, em xác định nếu mà thuận lợi thì em sẽ ở trong Nam luôn. Và mua đất, mua nhà. Đúng rồi. Mình có cái điểm gì không thích ở người bạn gái không? Yêu cầu của em đơn giản thôi. Người bạn gái là người có đạo đức là được. Nãy giờ bên này người ta vẫn cứ đang băn khoăn cái đạo đức ấy, nó bị rộng quá. Nó chung quá, nó rộng quá. Em muốn, ý em muốn cô động lại là những cái điều gì em cần? Có lễ phép và hiếu thảo với bố mẹ. Rồi. Biết trên biết dưới. Biết đối nội đối ngoại. Kiểu cái thời gian công tác ở trong đơn vị, em là bên chỉ huy nên là thời gian nó sẽ rất nhiều trong đơn vị. Có tuần em trực, có tuần em nghỉ. Do cái điều kiện phải hiểu, tại vì trong quá trình yêu một người bộ đội, người ta phải biết chấp nhận, hiểu được người đó. Vì đặc thù công việc mình không thể lựa chọn được.
Ngược lại những lúc em rảnh rỗi thì em phải dành hết tâm sức cho gia đình, cho vợ con mình, yêu thương vợ con là được rồi. Vâng, thì buổi tối nếu có thời gian rảnh, mặc dù không được nói chuyện nhiều nhưng em sẽ hỏi thăm và động viên nói chuyện về thường ngày. Coi như là phải thông cảm và sẻ chia. À, và nhà, bên gái thì cũng chỉ yêu cầu miễn là trong lòng em, trong tim em chỉ có một mình cô không thích lăng nhăng, không được nghĩ ngợi lung tung, ý là như vậy đó. Chị được không? Tâm bộ đội thì thường là cực kỳ trung thủy. Chắc không? Vâng, từ xưa đến nay. Từ xưa đến nay luôn hả? Vâng. Em có tính gia trưởng không? Tính gia trưởng thì em không có. Trong gia đình em ấy, thì bây giờ còn mỗi em. Đôi khi bố mẹ bảo là không quan trọng là có ở cùng bố mẹ hay không, mà quan trọng bố mẹ bảo cuộc sống của hai đứa sau này nó có ổn định hay không. Nó có hạnh phúc hay không là được ha. Ngoại hình là ổn. Anh sẽ qua xem suy nghĩ chính gái chút xíu nào. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Em ơi, những cái lúc mà thí dụ như ngày Valentine nè, ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3, người yêu em, chồng em phải đi trực suốt gì đó, anh thấy sao? Buồn à, thì cũng có một chút tuổi thân á chị, nhưng mà nhưng mà sau đó thì cũng không sao đâu nữa. Nhưng mà anh nói có thể là có gì đó bù đắp thì cũng không sao. Đúng rồi. Miễn sao có bù đắp là được, đúng không? Thôi suy nghĩ thế cũng thoáng. Dạ. Anh chỉ lo một điều đó thôi. Nãy giờ mình nói gì anh nghe hết rồi đó. Dạ. Để anh suy nghĩ bên kia coi sao ha. Dạ. Mình cũng cần thêm tham khảo thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi cùng đồng nghiệp của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các bạn ở đây. Em là đồng nghiệp của Thảo. Em thấy là tất cả các tiêu chí của anh bên này rất là phù hợp với Thảo. Thảo thì là một người hiền lành, nhút nhát nữa. Nên vậy hy vọng là nếu mà Thảo có làm sai điều gì thì anh đừng có quát nó. Nó hay khóc lắm. Thảo ơi, chị thấy anh bên này rất là phù hợp với em. Anh đó biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Theo chị thấy là anh đó chững chạc đó. Nên vậy chị thấy ok. Thì ra là những người đàn ông biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là những người đàn ông chững chạc. Chững chạc đúng đó, mấy người vậy chững chạc. Quét nhà, lau nhà, rồi giặt quần áo, lo cho con chững chạc lắm, anh cũng vậy. Rồi, em đi với ai? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng cũng như các anh em trong cùng đơn vị. Rồi, chào đón các anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Xin chào tất cả các quý vị đại biểu trong trường quay, đặc biệt là đại diện bên nhà gái. Tôi tên là Dương, đồng nghiệp cùng với bạn Tiến. Trước mắt thì tôi thấy hai bạn rất là xứng đôi. Thì xin nói với bạn Thảo về bạn Tiến thế này. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, đặc biệt bây giờ là chính trị viên phó đại đội, chuyên môn đi làm công tác tư tưởng, giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình. Mà dưới của đồng chí Tiến là gần 100 cán bộ chiến sĩ cấp dưới. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, cho nên là có khuôn khổ, có quy định rõ ràng. Cho nên là cũng muốn đi làm việc gì, ở đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn trong khuôn khổ đó. Và có rất nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ huy, đặc biệt là cấp trên, có kèm cặp quản lý. Cho nên là riêng về cái tiêu chí mà bạn Thảo đưa ra thì cứ yên tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp mặt nha. Quan trọng là rung động con tim thôi. Kéo màn lên. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Sao hoa rồi thêm quà là sao? Hoa là để cắm, còn quà là để ngắm ngày mai làm kỷ niệm. À. Dạ, chào anh. Không biết là cái cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào? Lần đầu tiên nhìn em ấy, là một người con gái đẹp. Nếu như mà em với anh hẹn hò thì anh có thể sắp xếp thời gian được hay không á? Thì thời gian thì cơ bản là cũng thoải mái. Ví dụ một tuần thì không thể gặp được cả tuần, nhưng mà ví dụ một tuần cũng thể gặp được một hai lần. Anh thường lên chơi, nhưng mà chơi chủ yếu là đối diện với chỗ Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, đường Quang Trung, ra đường Phan Văn Trị chơi ngoài đấy thôi. Tại vì nhà anh có các bác ở chỗ đấy thì hay lên chơi. Từ chỗ anh mà chạy lên chỗ em thì nó cũng gần. Nếu mà anh xác định hẹn hò thì khoảng bao nhiêu lâu thì anh nghĩ đến chuyện kết hôn? Tính đầu năm hoặc cuối năm. Nhưng mà tương lai thì anh cũng xác định là ở trong miền Nam hay là ở Bắc Giang? Tương lai thì xác định vợ ở đâu thì mình ở đó. Tại vì cơ bản là bố mẹ anh đây cũng rất thoải mái. Tại vì một nửa họ ngoại nhà anh ở trong Nam. Anh có muốn hỏi thêm gì về em không? Nãy giờ em hỏi anh không à?
anh hỏi em là trong quá trình yêu nhau mà gặp khó khăn thì em nghĩ đến cái điều gì? Nên im lặng hay là nói chuyện tiếp? Em không thích con trai im lặng, tại vì em nghĩ là im lặng không có giải quyết được vấn đề gì hết. Em nghĩ là nếu mà muốn giải quyết một cái mâu thuẫn gì đó thì nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như anh không thích em điểm gì đó thì anh có thể là nói trực tiếp ra, thì lúc đó thì mình mới biết để mình sửa. Mình thì cũng thích đã một khi mà đã giận nhau thì nên nói chuyện với nhau, chứ không bao giờ mình đừng có im lặng. Im lặng tự rời xa nhau thôi, không giải quyết được vấn đề gì cả. Mình định xây nhà sinh con cái thế nào em trai? Thì xây nhà thì chắc là phải tổng lực để xây. Ở đất Củ Chi nó thấy em thấy bình thường, không đến nỗi nào lắm. Thì mình có thể mua đất xây nhà được, chứ ở đất Thành phố Hồ Chí Minh giá nó cao, đôi khi mình làm chưa đủ lực. Thì Củ Chi cũng là Thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nhưng mà đấy gọi là bên ngoại ô. Quan trọng là giữ nhà như thế nào thôi anh. Có nhà là vui rồi. Quan trọng cái tình cảm sống với nhau, nó có tình cảm hay không. Tức là mình phải định hướng tương lai có nhà thế nào nè. Hợp lực thì với em nhau. Em cũng nghĩ như vậy. Cả hai người cùng có mục tiêu phấn đấu trong tương lai, chứ không phải là chỉ có một mình anh hoặc là chỉ một mình em. Từ đầu khi nói chuyện với em ấy, anh nói chung là em là người con gái cũng tuyệt vời. Anh chỉ biết nói vậy thôi, còn không biết nói gì hơn. Tất cả mọi lời nói cô gái sẽ thể hiện trong nút bấm. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bây giờ ta nhắm mắt lại một lần nữa, chiêm nghiệm lại những gì đã trôi qua nãy giờ, xem người đó có thuộc về mình hay không. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tay luôn nào. Trái tim đã cùng chung nhịp đập. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn gái thấy thế nào? Em cảm giác là bạn cũng rất là chững chạc. Thôi, ta định hướng cho cả 100 người luôn mà. Nào, hôn vào má. Đấy, đơn giản thế. Nhanh lẹ. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Và đây là chiếc vé xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Đây, quà Viettel dành cho hai bạn. Đó là chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2.200.000 đồng, đã có cài đặt ứng dụng Mocha. Và khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện thoại và đặc biệt là xem phim, nghe nhạc cùng nhau, rất là thú vị. Và hai bạn hãy nhớ giữ liên lạc với nhau nha. Nắm tay nhau, đừng bao giờ buồn buông tay nhau cả. Còn một món quà nữa, một chú gấu rất dễ thương. Đi xem phim hẹn hò. Và xin mời hai bạn.